Trung Quốc ngày 29 tháng 6, bác lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thúc đẩy Hoa Kỳ và các đồng minh tập hợp mạnh hơn để đối phó với một Trung Quốc hung hăng. Bắc Kinh phản pháo rằng Mỹ là kẻ đại hủy diệt trật tự quốc tế. Tra lời phỏng vấn tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói Mỹ và các nước đồng minh sẽ tạo được ảnh hưởng lớn hơn khi cùng nhau đối phó với Trung Quốc thay vì lài động đơn lẻ và rằng mục tiêu của cách tiếp cận này là để ủng hộ một hệ thống tự do và rộng mở dựa trên luật lệ và quy chuẩn. Đáp lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tố cáo rằng các khẳng định của Mỹ về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là cơ bản hậu thuẫn một trật tự bá chủ cho phép Mỹ thống trị thế giới. Ông Uông nói chỉ có Liên Hợp Quốc mới là hệ thống chính đáng duy nhất và rằng luật lệ quốc tế chớ nên được tạo lập bởi Mỹ hay một nhóm nhỏ do Mỹ dẫn đầu. Quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington còn nhiều dạng nứt bao gồm nhiều vấn đề từ Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan cho đến thương mại song phương.